Thưa quý vị và các bạn, tại cuộc làm việc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hưng Yên hôm qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thay mặt lãnh đạo tỉnh có 5 đề xuất kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành trung ương. Đây là các kiến nghị nhằm tháo gỡ những khó khăn về cơ chế chính sách để giúp Hưng Yên có được thuận lợi và tạo đột phá trong phát triển kinh tế xã hội. Kiến nghị thứ nhất đó là về phân cấp ủy quyền cho Ủy ban tỉnh Hưng Yên về quyết định quy hoạch các khu công nghiệp và quyết định cấp chứng nhận đầu tư cho các khu công nghiệp dưới 300 ha. Đối với lại cụm công nghiệp cũng vậy, các nhà đầu tư cũng rất muốn làm cụm công nghiệp chứ đâu ở cái vực nhỏ thôi, 75 ha hoặc 150 ha, 1-2 cụm công nghiệp làm thì như hiện nay vẫn phải thỏa thuận với bộ ngành trung ương, thì cũng đây cũng là một cái rất khó khăn cho địa phương. Thời gian nó lâu thì ông rất là mong muốn cái này giao địa phương. Trước đây thì không có cái này, theo nghị định 1/5 thủ tướng quyết định thì không có cái thỏa thuận, mà vừa năm 2018 thì các nghị định 68 thì lúc đó mới là thỏa thuận Bộ Công Thương thôi, chứ trước đây là tỉnh quyết định hết. Hơn 10 hectare đất lúa thực hiện dự án thì cũng lại phải lên thủ tướng, thì đây thì cũng là bước thủ tục chính cũng rất là dài. Đề nghị thủ tướng và các bộ ngành liên quan cũng ủng hộ thu hồi đất theo quy hoạch mà các cấp có thẩm quyền phê duyệt thì rất là nhanh cho cái việc tiếp cận đất đai sớm. Xin chuyển đổi đến năm 2025 giảm khoảng 22.000 ha từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp và tăng lên từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp khoảng 22.000 ha, và đến 2030 thì đất nông nghiệp sẽ giảm khoảng 29.000, còn đối với lại cái khu công nghiệp giai đoạn 21-30 từ 1.306 ha tăng lên khoảng 4.070 ha, tức là tổng thành 5.437 ha đối với diện tích khu công nghiệp, và cụm công nghiệp thì từ 325 ha lên 2.300. Tổng cộng từ khu công nghiệp và cụm công nghiệp khoảng hơn 8.000 ha trong cả giai đoạn. Chính đề nghị là thủ tướng ủng hộ cái nội dung này để cũng là phát triển riêng cho Hưng Yên và cũng là chung của toàn quốc. Tại sao? Vì Hưng Yên có rất nhiều cái điều kiện phát triển, vì giáp thủ đô Hà Nội mà không có được chuyển đổi mục đích từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp thì rất là khó khăn. Vinify có khu công nghiệp 500 ha để 11 năm nay từ 2009, hiện nay là thì đã có văn bản là không có khả năng thực hiện nữa. Nếu mà cứ để như thế này thì đây là một cái thiệt hại cũng rất lớn với Hưng Yên, bởi đây là một cái điểm vị trí cũng tương đối đẹp, ngay cái cửa ngõ, cái đường nút giao từ soát vé xuống thì vị trí rất là thuận lợi. Mà các nhà đầu tư có năng lực, có kinh nghiệm rất là quan tâm. Nếu như thay đổi lại cái nhà đầu tư thì chắc chắn là chỉ trong khoảng 1 năm hơn 5 năm lắp đầy toàn bộ cái 500 ha này và sẽ mang lại cho ngân sách khoảng từ 3-5.000 tỷ ngân sách và sử dụng lao động có khoảng 100.000 lao động. Thì cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành trung ương là ủng hộ thôi, dừng không cho Vinify thực hiện nữa và giao lại cho Hưng Yên để lựa chọn các nhà đầu tư có năng lực, có kinh nghiệm và báo cáo Thủ tướng xem xét quyết định. Bởi Vinify mà cứ để thế này thì cứ ôm mãi thế này thì khi mà kể cả thẩm định đến lấp đầy ấy, thì các bộ cứ đều là thẩm định là có 500 ha này không lấp đầy, thế cuối cùng là không cho Hưng Yên nữa. Thế là cứ thiệt đơn thiệt kép, không có hướng để mở tiếp các cái khu công nghiệp tiếp theo. Vừa là khó khăn, vừa rồi là để đất lãng phí mà trong đó diện tích rất đẹp. Về cái quyết định 257 liên quan đến khu vực thoát lũ của các hệ thống sông Hồng, sông Ngọc, bất cập thứ nhất là cái tỷ lệ xây dựng là chỉ có 5% thôi, mà trong cái đó xây dựng tới 10 năm 2% đều được. Cái quy hoạch để làm cái khu dịch vụ ở cái vùng D đang xây dựng thì Bộ Nông nghiệp phanh không cho làm. Thế lý do là đây là ảnh hưởng quy hoạch thoát lũ. Thế trong cái đó thì cách đấy 4 km cái giáp sông thì nó có hàng trăm hộ gia đình ở hàng trăm năm nay, thì đề nghị là sửa cái nội dung này. Trước các đề xuất kiến nghị của tỉnh Hưng Yên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cơ bản nhất trí chủ trương phân cấp phân quyền mạnh mẽ hơn cho các địa phương, đồng thời giao cho các bộ ngành tiếp thu xem xét, nghiên cứu và tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có những quyết định cụ thể. Về phân cấp bổ sung quy hoạch và quyết định chủ trương đầu tư các dự án hạ tầng khu công nghiệp, thì cái này thì ủng hộ về cái chủ trương này thôi. Tuy nhiên là việc này thì liên quan đến nhiều luật, trong đó có luật đất đai đang sửa đổi, rồi giao cho Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài nguyên Môi trường nghiên cứu kiến nghị của tỉnh trong quá trình sửa đổi cái luật đất đai này, và nhiều tỉnh cũng cái này. Về phê duyệt cái quy hoạch cụm công nghiệp thì các ông chí khẩn trương làm cái quy hoạch, và quy hoạch của các ông chí là trong quý 2 năm 2022 là phải xong. Về phân quyền phân cấp cho các ông chí quyết định chuyển mục đích sử dụng các cái dự án sử dụng trên 10 hectare đất trồng lúa thì cái này thì đang sửa các cái luật, thì các ông chí cũng đề nghị có cái văn bản chính thức gửi cho Chính phủ để chúng tôi cập nhật vào
Chúng tôi đề nghị các cấp có thẩm quyền. Thứ hai là những cái việc vướng quãng đến luật thì đoàn đại biểu Quốc hội các ông chí phải có trách nhiệm. Khi mà dự thảo các cái luật thì các ông chí phải đề xuất từ thực tiễn đấy. Tôi nói phải bám sát vào thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo. Chuyển sử dụng mục đích đất nông nghiệp thì cũng thế, cũng vướng luật. Còn riêng cái chỗ bố trí cái đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp thì đề nghị anh Hà làm việc với tỉnh để bố trí làm sao cho nó hợp lý trong cái nghị quyết của Quốc hội đã phê duyệt rồi. Nó hài hòa với các cái tỉnh. Có ưu tiên, tỉnh thì ưu tiên cho công nghiệp, tỉnh thì ưu tiên cho nông nghiệp, tỉnh thì ưu tiên cho dịch vụ. Thì cái này thì đồng chí Hà sẽ cụ thể hóa cùng với tỉnh và phải khẩn trương. Còn cái lựa chọn nhà đầu tư liên quan đến VDFI thì tôi đề nghị là cái chỗ này giao cho anh Phước chủ trì để báo cáo với lại chính phủ trong tháng 1. Sơ kết cái 1261 ấy, trên cơ sở đấy chúng ta giải quyết dứt điểm cái vấn đề về ngân hàng phát triển, rồi vấn đề về VDFI, về điều chỉnh một số nội dung quy hoạch phòng chống lũ. Tôi đề nghị là sửa cái quyết định 257. Còn cái gì vướng luật thì chúng ta tiếp tục đề xuất.